Câu số 2 là thiền Phật giáo có gì cần lưu tâm? Hay. Thiền Phật giáo nó có những cái đặc điểm mà mình phải lưu tâm là nó không có ở những cái thiền ngoại đạo khác. Đó là nó dựa trên cái nền tảng giới định tuệ. Phải có giới chứ không có giới là không có làm ăn, không có làm ăn được dễ tuệ. Phải có giới. Giới thì nó mới sinh định, điều đó là chắc chắn. Định thì nó mới phát tuệ, mà tuệ là thấy, thấy thì mới xả. Xả đó chính là thiền. Giống như ngọn đèn nè, đó, ok. Thì giới tức là cái này nè, cái bóng, nó cho vậy nó che mấy cái gió, gió gì tham sân si của mình, gió gì nữa được, mất hơn thua vui buồn hạnh phúc đau khổ, bát phong. Này, khi mà nó che như thế này thì cái ngọn đèn ở trong nó đứng lại, mà khi đứng lại thì tự động là định, định thì sao? Ngọn đèn nó tỏa, tỏa sáng, sáng đó là tuệ, tuệ đó là chính thiền. Thì không có cái này thì tự động đó, cái bóng nó sẽ lung lay bởi gió, mà hễ gió mà nó làm cho cái bóng lung lay thì nó không có đứng, không có đứng thì làm sao mà có sáng phát ra. Cái đó là một cái tiến trình hoàn toàn logic, cho nên thiền của Phật giáo phải dựa trên giới. Thứ hai nữa, giới định tuệ là cái mà một tiến trình để chi, hướng đến đâu, hướng đến giải thoát chứ không phải hướng đến bình an hạnh phúc gì hết trơn á. Bình an hạnh phúc là những đóa hoa tất yếu kết quả khi mà mình có giới, có định và có tuệ. Đó là những đóa hoa bên đường khi ta đi và ta thấy, ta nhận ra bởi vì cái tâm ta đủ tĩnh lặng. Ok, rồi á, hướng đến giải thoát bằng con đường gì? Khi mà có giới định tuệ, ta sẽ thấy được sự thật như nó là, đó là như vậy là khổ, như vậy là vô thường, như vậy là vô ngã. Thấy ba cái tướng của sự thật cuộc đời và tự động mình thấy như vậy thì mình sẽ giải thoát. Giải thoát tức là sao? Thấy những cái gì nó ràng buộc, cái gì ràng buộc? Tham sân si. Lấy cái gì trị tham sân si? Giới định tuệ. Ok, nó rõ ràng như vậy. Vậy là mục đích của thiền Phật giáo là hướng đến giải thoát bằng cách nào? Giới định tuệ. Chỉ vậy trị tham sân si bằng cách nào? Thấy sự thật của cuộc đời là bằng ba tướng khổ, vô thường, vô ngã.